còn giờ giờ quay cái xe của anh á. Rồi. Quay giúp tôi luôn nha. Thích tôi để xe đây luôn. Rồi. Tối nay đi lên Sài Gòn coi nhà văn hóa đất quay đất banh. Tại vì anh đi xe này đi Sài Gòn luôn hả? Đúng. Để đi xe. Sát rồi đi. Cái này cúp này anh tự làm á anh? Hay vậy ta. Được không? Đẹp á. Nào anh thay cái chàng áo là cái cũ của anh ở đây rồi anh mới làm cái cũ lên. Nào có 500 ngàn. Cái này tối nay anh mới đi hay là giờ anh đi luôn à? Chưa hả? Lại quá đầy. 6 giờ. 6 giờ đi hả? 6 giờ lên nhà văn hóa thanh niên. Anh cũng ở đó là ra đó coi luôn rồi đi, đi cổ vũ luôn hả? Nói chung là lên đó là đá thắng thua Vũng Bài. Để quay úp anh lên để cho ta coi luôn. Anh có muốn nói đàng hoàng với anh chưa? Cầm theo, anh sẽ bơm xe. Về lại bên chùa á, giờ về cái này, cái này trước anh đi cổ vũ chứ hay mới làm bằng đầu đi à? Đi vậy, từ trước có đi nhưng mà đi nhỏ à. Nay chơi đại lần. Từ trước có cúp tới đây à. Nay đầu tư cúp bự luôn ha. Nay đầu tư là có trống luôn. Chiều 6 giờ, anh ta lên nhà văn hóa thanh niên coi đám anh. Dạ. Thắng cũng về mà thua cũng về. Anh ở bên Tân Phú luôn hay đâu anh? Anh ở chùa Lâm Hưng nè. Anh ở chùa Tân Hưng ở gần đây hả? Nhà anh ở đó, nhà con chùa Bánh Nước á. 958 xe 28, chùa gần chùa Lâm Hưng. 6 giờ lên Sài Gòn chơi. Để quay cho ta biết về anh luôn. Nhà chùa Bánh Nước á. Dạ. Anh tên gì anh để ba cho người ta Phúc, anh Phúc không mà vậy? Để cho bạn em mới biết nó ủng hộ luôn. Đi không? 6 giờ đi. Dạ. Ở nhà nước á. Dạ. Mấy bạn bè có uống nước thì ủng hộ luôn. Dạ, nhà nước đây. Dạ. Nhà anh bán nước bình đấy hả? Để quay Facebook để có gì bạn bè có uống luôn mà đậu bộ luôn rồi. 6 giờ lên chơi. Dạ. Ủa số điện thoại anh là cái số này luôn hả? Đúng rồi. Dạ. 0944 5545 trước. Dạ. Để mốt bạn bè có uống nước ủng hộ luôn.